Cô chào các em. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1, môn ngữ văn khối 6. Đầu tiên, có một số thông tin các em cần nắm vững. Về ngày giờ kiểm tra, chúng ta sẽ kiểm tra vào sáng thứ 2, tiết 4, tiết 5, ngày 31 tháng 10, 2022. Đề điểm tại lớp học, đề chung, tự luận, thời gian kiểm tra 90 phút. Về nội dung ôn tập gồm có các phần sau. Một là phần đọc có các nội dung. Thứ nhất, truyện, truyền thuyết, cổ tích, ngữ liệu lấy ở ngoài sách giáo khoa ngữ văn 6. Hai là từ lấy. Ba là từ ghép. Bốn là thành ngữ. Năm là tràng ngữ. Phần thứ hai là phần trả lời các câu hỏi. Các em sẽ trả lời câu hỏi trong đoạn trích. Phần thứ ba là phần viết. Chúng ta sẽ viết bài văn kể lại một câu chuyện cổ tích hoặc truyền thuyết mà em biết. Bây giờ chúng ta bước vào phần thứ nhất. Đầu tiên là truyện truyền thuyết hoặc cổ tích. Ở hai thể loại này, các em cần lưu ý các đặc điểm sau. Thứ nhất, ngôi kể. Các câu chuyện truyền thuyết và cổ tích thường được kể theo ngôi thứ ba. Thứ hai, xác định yếu tố kỳ ảo hoang đường có trong đoạn trích. Và thứ ba, xác định nội dung chính của đoạn trích hoặc đặc điểm của nhân vật thể hiện trong đoạn trích. Ví dụ, cô có một đoạn trích như sau. Ít lâu sau, Âu Cơ có mang, đến kỳ sinh nở, chuyện thật lạ. Nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng, nở ra 100 con trai. Con nào con ấy hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con không cần bú mớm, mà lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô, khỏe mạnh như thần. Sau khi đọc đoạn trích trên, thì đoạn trích này được kể theo ngôi thứ ba. Yếu tố kỳ ảo là cái bọc có trăm trứng và nở ra trăm con trai. Còn nội dung chính của đoạn trích này đó là Âu Cơ sinh con hoặc là việc sinh nở kỳ lạ của Âu Cơ. Bây giờ chúng ta sẽ ôn tiếp phần tiếng Việt. Đầu tiên là từ lấy và từ ghép. Cô có ví dụ sau. Trong câu văn, chàng hăng hái gan dạ không nề nguy hiểm. Ở trong câu văn này, từ lấy là từ hăng hái, có quan hệ lấy âm, tức là âm hờ. Còn từ ghép là từ gan dạ, nguy hiểm. Các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa. Tiếp theo là thành ngữ. Cô có một số thành ngữ sau và nghĩa của các thành ngữ như thế nào. Ví dụ, thành ngữ chết như rạ, tức là chết rất nhiều. Nhanh như cắt, tức là ai đó làm gì rất nhanh. Còn thành ngữ mẹ tròn con vuông, chỉ ý là việc sinh nở thuận lợi. Vậy thành ngữ là gì? À, thành ngữ là một tổ hợp từ cố định, quen dùng. Cuối cùng trong phần tiếng Việt là tràng ngữ. Đặc điểm của tràng ngữ là phần phụ của câu giúp xác định thời gian, như hồi ấy, ngày xưa, hoặc là xác định nơi chốn, như là ngoài sân, trên sân trường, trong triều đình, dưới cánh đồng. Xác định mục đích, ví dụ như để học tốt, để dò la bên này có nhân tài hay không. Còn xác định nguyên nhân, ví dụ như là vì mưa, vì đau chân, vân vân. Ngoài ra, tràng ngữ còn có chức năng liên kết câu. Cô có ví dụ như sau. Năm ấy, sỏ dừa đỗ Trạng Nguyên, chẳng bao lâu có chiếu nhà vua sai quan Trạng đi sứ. Khi chia tay, quan Trạng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, rằng phải dắt luôn trong người phòng khi dùng đến. Đoạn văn này có 3 câu. Các câu được liên kết với nhau bằng các tràng ngữ, chẳng bao lâu, khi chia tay. Các tràng ngữ này có tác dụng cung cấp xác định thời gian trong câu, sự việc này tiếp sự việc kia. Như vậy, ở phần tiếng Việt, các em nhớ đọc kỹ đoạn trích trong đề và phát hiện các yếu tố tiếng Việt kết hợp với đặt câu. Các em lưu ý, khi đặt câu, các em không được đặt câu trùng trong đề bài đã có, tức là câu đó ở trong đoạn trích đã có. Tiếp tục phần ôn tập, đó là trả lời câu hỏi. Ở phần này, các em sẽ đọc kỹ đoạn trích và sau đó trả lời 2 đến 3 dòng. Các em không gạch đầu dòng, không liệt kê về một chi tiết hoặc một hình ảnh có ý nghĩa trong đoạn trích. Cuối cùng là phần viết, tức là các con sẽ viết bài tập làm văn. Kiểu văn bản, kể lại một chuyện cổ tích hoặc truyền thuyết mà em biết. Với kiểu bài này thì yêu cầu người kể sử dụng ngôi thứ ba, tức là các em sẽ xưng tôi hoặc là em. Các sự việc được trình bày theo trình tự thời gian,
đảm bảo kể được đầy đủ các sự việc quan trọng, các yếu tố ly kỳ, hoang đường. Bố cục của bài văn phải đủ 3 phần. Phần thứ nhất là mở bài. Trong phần mở bài phải làm tròn hai ý. Thứ nhất là nêu tên truyện, lý do em kể chuyện. Thứ hai là cảm nghĩ của em. Phần thân bài, các em sẽ trình bày chi tiết các sự việc của câu chuyện từ lúc xảy ra cho đến khi kết thúc. Nhớ là kể bằng lời kể gián tiếp. Về kết bài, nêu ý nghĩa của câu chuyện đã kể và cảm nghĩ của em. Có thể phần này các em sẽ liên hệ bản thân mình thông qua cái nội dung của câu chuyện đó. Lưu ý, các em muốn kể được câu chuyện đúng chủ đề, viết kịp thời gian thì nên đọc truyện trước. Cô gợi ý một số câu chuyện thân thuộc gần gũi với chúng ta nhé. Các em có thể kể các câu chuyện có trong sách ngữ văn lớp 6 hoặc là ở ngoài sách ngữ văn cũng được. Ví dụ, ở ngoài sách giáo khoa thì có những câu chuyện truyền thuyết như Con rồng cháu tiên, Sơn tinh thủy tinh, Mị châu trồng thủy, Sự tích quả dưa hấu. Còn chuyện cổ tích, ví dụ như chuyện tấm cám, thạch xanh, cây tre trăm đốt hoặc là Trí khôn của ta đây. Các em thân mến, phần ôn tập của cô đến đây đã kết thúc. Cô chúc tất cả các em tự tin làm bài để đạt kết quả cao nhé.